con gái khóc nức nở khi thấy mẹ trên TV. Mẹ đi chống dịch Covid-19, khóc vì nhớ con. Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Bắc Giang đang diễn biến phức tạp, rất nhiều đoàn tình nguyện cùng các y bác sĩ ở nhiều tỉnh thành đã xung phong về Bắc Giang hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh. Trong số đó, không ít các y bác sĩ đã phải gửi lại con nhỏ cho ông bà, người thân để lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái òa khóc nức nở khi bất ngờ nhìn thấy mẹ xuất hiện trên TV. Dù được người thân bên cạnh dỗ dành, nhưng bé gái vẫn liên tục nhìn về phía màn hình TV khóc, rồi giơ hai tay đòi mẹ bế. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Có lẽ bởi em bé quá nhớ mẹ sau nhiều ngày không được gặp gỡ, không được mẹ ôm ấp vỗ về nên cô bé đã òa khóc. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hường, dì của cháu bé, cũng là người đăng tải đoạn clip nói trên cho biết em bé ở nhà được gọi là Kem, 20 tháng tuổi, mẹ của bé làm bác sĩ của bệnh viện 103 và đã đi chi viện cho tâm dịch Bắc Giang được 2 tuần. Chị Hường cho biết trong những ngày mẹ về hỗ trợ các y bác sĩ Bắc Giang truy vết, dập dịch, bé Kem đều rất ngoan, không khóc và không đòi mẹ. Nay đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng mẹ trên chương trình TV, bé Kem nhận ra nên khóc nức nở. Sợ bé nhớ mẹ rồi đòi nên mỗi hôm mẹ bé chỉ dám gọi về một lần để gặp con. Bình thường bé chơi khá ngoan, nhưng mỗi lần mẹ gọi về như vậy là lại đòi. Chị Hương cũng cho biết thêm, khi có người thân là các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch, hàng ngày phải đương đầu với nguy cơ lây nhiễm cao, thì chị và gia đình cũng vô cùng lo lắng. Gia đình mình cũng lo lắng lắm, nhưng vì nhiệm vụ, vì những bà con nơi tâm dịch, nên mọi người cũng động viên cho chị cùng với các đồng nghiệp an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mình chỉ thương Kem còn nhỏ mà phải xa mẹ, chỉ mong dịch bệnh sớm qua và mình cũng chúc cho các y bác sĩ có sức khỏe, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả. Theo tìm hiểu được biết, vị bác sĩ xuất hiện trong một chương trình phóng sự của truyền hình Quốc phòng Việt Nam và là mẹ của em bé Kem là chị Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh là một trong những chiến sĩ áo trắng của Bệnh viện 103 đang đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Trong đoạn phóng sự ngắn, chị Hạnh cũng có chia sẻ nỗi nhớ con cũng như trăn trở của bản thân trước khi lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Nhắc đến con nhỏ, chị Hạnh nghẹn ngào, khi tôi nhận nhiệm vụ là lúc 10 giờ đêm, thông báo của bệnh viện là lúc 7 giờ 30 sáng hôm sau, tập trung để lên đường. Lúc đó cảm xúc của tôi rất là sợ, vì đây đúng là lần đầu tiên xa con, mà con lại còn quá nhỏ nên thương lắm. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, cứ nhìn con là tôi lại khóc. Sáng hôm sau khi chồng tôi đưa sang bệnh viện, trên đường đi chồng cũng động viên nhiều lắm, nhưng thật sự là cũng không yên tâm cho hai bố con ở nhà. Khi lên đến đây rồi thì tôi cũng bị căng sữa và tắc sữa còn sốt nữa. Cứ mỗi như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn, lúc nào rảnh rỗi là lại nhớ con, thương con. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video cho nó thôi. Lúc đầu thì nó cười đấy, nhưng lúc sau là nó lại mẹ ơi bế, làm tôi không thể kìm lòng nổi. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước những chia sẻ của bác sĩ Hạnh và hình ảnh bé Kem đang nức nở đòi mẹ bế bồng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên không ít người đã gửi lời chúc các y bác sĩ ở tuyến đầu hãy vững tâm, cố gắng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân để làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch. Đồng thời dân mạng cũng bày tỏ mong mỏi những lực lượng tuyến đầu sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về với gia đình và người thân trong niềm vui chiến thắng dịch Covid-19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.